Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật mình. Anh Tuấn, tớ không ngờ hai cậu nhớ ngày sinh nhật của tớ đấy. Yeah. Sao cũng quên được. Tớ tặng cậu này. Tớ cảm ơn hai cậu nha. Cậu ơi cậu, mở bánh đi để thổi nến nào cậu. Ok. Minh, mang bánh ra để cắt bánh nào. Hai cậu ơi, hai cậu trêu tớ à? Làm cho cô gái bánh nào. Tớ đặt một cái mà. Oh no. Anh ơi, hay là cậu ăn mất rồi? Tớ với cậu cùng ra lấy một cái bánh mà. Chẳng lẽ tớ có ảo thật để tớ biến mất cái bánh này à? Sao cậu đùa tớ đúng không? Oh no. Minh ơi, nếu ở đây không có bánh, chắc là anh lấy rồi. Không, tớ không có lấy đâu. Vừa nãy cậu là người nhận bánh mà cậu còn hay thích ăn bánh sinh nhật, chắc là cậu lấy đúng không? Không, tớ không lấy. Hai cậu, ai lấy thì nhận đi. Tớ không thích lừa dối đâu. No. Anh ơi, thôi cậu lấy, cậu mang ra đi. Tớ nói thật, tớ không lấy. Thôi, giờ để tớ mua cái bánh khác để tặng cho Minh nha. Thế cậu đi đi. Tớ đi đây. Alo Tuấn ơi, bố đây. Bố ơi, bố cất bánh sinh nhật đi, để tối về sinh nhật em Tú. Bây giờ bố cất, 5 phút nữa con ra cổng nhận hàng nhá. Ok. Wow. Chú ơi, cháu gửi tiền ạ. Đây, đây của cháu đây này. Xin Tuấn ơi, thôi đi về Tuấn. Minh ơi Minh, chắc gì anh đang đi mua bánh gato cho cậu. Chỉ có tớ mới là bạn tốt của cậu thôi. Hay bây giờ tớ đi mua bánh cho cậu, rồi tớ quay lại nhá. Ok. Đi đây. Chào cậu. Alo bố ơi. Bố đây. Bố lấy cho con cái bánh sinh nhật của anh nha. Để con tặng cho Minh. Được rồi, bố lấy cho. Chú là ai đấy ạ? Hôm nay là sinh nhật con chú. Chú muốn cái bánh này. No. Trả được đây. Chú. Chú trả cho đây. Hôm nay là sinh nhật bạn cháu mà. Chú trả cho đây. Chú trả cho đây. Chú trả cho đây. Chú trả cho đây. Chú trả cho xin ạ. Mà sao anh với Tuấn đi mua bánh gato lâu gì nhỉ? Minh ơi, tớ lừa gì cậu? Cậu bảo không bánh, thế bánh cậu đâu?
Trên đường tớ đi mua bánh, thế là về người ta cướp bánh rồi. Cậu đừng lừa tớ. Cậu đừng mồm điêu đi. Cái bánh lúc đầu là cậu lấy đúng không? Cái bánh đấy không phải tớ lấy. Bây giờ tớ không tin cậu đâu. Bây giờ tớ chỉ chơi Tuấn thôi. Cậu đi về đi. Anh đi về đi. Từ giờ tớ không chơi với cậu nữa đâu. Hai cậu nói thật à? Thôi cậu đi về đi. Tớ không tin cậu nữa đâu. Cậu đi về đi. Cậu ơi, bánh này tôi đặt 300 nghìn một cái cậu ạ. Đắt thích cậu nhỉ? Ừ, thế rồi mới ngon. Ừ, ngon. Hôm nay cậu lấy đồ nóng đi không? Bố cũng có tiền coi chuẩn. Nè bố, nó có lấy đồ nóng minh rồi đấy. Thế à, thế hay rồi. Tuấn ơi, nhưng mà hôm nay bố lại đi cướp cái bánh của bạn Ánh để đưa con tặng cho mình. Bố chỉ có lỗi quá con ạ. Cái bánh của Tuấn tặng mình, hóa ra là của Ánh à? Ui dồi ôi, có ai biết đâu mà lo. Mà cái bánh hồi sáng bố lấy của bạn Ánh và sinh nhật em Tú đâu rồi bố? Cái bánh đấy á, bố để ở nhà rồi. Ui, con ở lên xe đi, để với các bánh nào. Vâng. Đi. Hóa ra cái bánh sáng nay cũng là bố Tuấn lấy à? Bố ơi, bố con mình hát chúc mừng sinh nhật Tí nhá. Ok nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Tí. Chúc mừng sinh nhật Tí nha. Mình đã thích nhà máy rồi. Oh.